Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm, không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này là một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm theo mọi điều ta phán dặn ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng: ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi. Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Cái nhà này dẫu cao giường nào, hễ ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng: cớ sao Đức Giê-hô-va có xử xứ này và đền này như thế? Thì người ta sẽ đáp rằng: bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, thờ lại và hầu việc chúng nó, nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Chương 8. Cuối 20 năm,
sau khi Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng sửa xây lại các thành mà vua Huram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Salomon đi đến đánh Hamat-soba và thắng được. Người xây thành Tát-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamat. Người cũng xây Bết-horôn trên và Bết-horôn dưới là những thành bền vững có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Salomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Salomon ước ao xây cất hoặc tại Jerusalem trên Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về Israel, tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon sai rước công chúa Pharaoh ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và hàng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy, tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Vả, các tài liệu mà Salomon dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion-gebe và Elot tại trên mé biển trong xứ Edom. Huram bởi tay các tôi tớ mình gửi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển. Chúng đi với các tôi tớ của Salomon đến Ophir, lấy tại đó 450 ta lông vàng và trở về cho vua Salomon. Chương 9. Khi nữ vương nước Sheba nghe đồn danh tiếng của Salomon, bèn đi đến Jerusalem lấy những câu đố mà thử người. Bà có hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Salomon mà người không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã xây cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa các tôi tớ, thứ tự công việc của các quan và đồ mặc của họ, các quan chước tửu và áo sống của họ, cùng các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía, bèn nói với vua rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin lời họ. Và kìa, người ta chẳng thuật cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua. Vua thật trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các quần thần của vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua, thật có phước thay. Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua,
đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài, đặng làm vua cho Jehovah Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Israel, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình. Đoạn, bà dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý. Chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Các tôi tớ của Huram và tôi tớ của Salomon từ Ophir chở vàng đến, cũng có chở về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy mà làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va và trong cung điện vua, cùng những đờn cầm đờn sắt cho con hát. Trước khi trong nước Giu-đa, người ta chẳng hề thấy có giống như vậy. Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn, bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình. Vàng mà vua Sa-lô-môn nhận được mỗi năm cần đến 670 ta lân, không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán dong đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Salomon. Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siếc lơ vàng đánh giác, và 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 300 siếc lơ vàng. Đoạn, vua để các khiên ấy nơi cung rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng. Cái ngai có 6 nấc lên và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai. Cũng có thanh nâng tay bên này và bên kia của chỗ ngồi. Gần thanh nâng tay có 2 con sư tử. Lại có 12 con sư tử đứng trên 6 nấc bên hữu và bên tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Các đồ dùng để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng của cung rừng Liban cũng đều bằng vàng ròng. Trong đời Salomon chẳng kể bạc ra gì, vì vua có đoàn tàu vượt sang Tareshi với các tôi tớ của Hiram. Mỗi 3 năm một lần, đoàn tàu Tareshi chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Salomon, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, chúng đều đem đến vật mình tiến cống, nào những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, nào áo sống, binh khí, nào thuốc thơm, ngựa và la. Vua Salomon có được 4.000 tàu ngựa và xe, cùng 12.000 lính kỵ, để trong các thành chứa xe và gần bên vua tại Jerusalem. Người quản trị trên các vua từ sông Cái cho đến xứ Philippines và cho đến bờ cõi Egypto. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Có người đem cho Salomon những ngựa từ xứ Egypto và từ các nước mà đến. Các công việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách truyện Na-thang là đấng tiên tri, và trong sách tiên tri của Ahia người Silo, cùng trong sách dị tượng của Giê-đô đấng tiên kiến luận về việc Jeroboam con trai của Nê-bát. Salomon trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành của David là cha người. Roboam con trai người cai trị thế cho người. Chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời.
kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Và chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng: Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dái, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Chương 15. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng: bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng: hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng: hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng: từ cội rễ Giê-xê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại, dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hỏi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạng dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi,
nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, như có chép rằng: những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em, nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Ifa Nho được, thì mong rằng sẽ tiện đàn ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Ifa Nho. Tôi biết khi tôi sang với anh em thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỏi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Chương 16. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta, cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cœuré. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Perishin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Marie, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronike và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ektachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abele, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcis, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tryphena và Tryphosa, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bethsaida, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincaric, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Julie.
Nere và chị người Olim và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hung thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thư này, chào thăm anh em trong Chúa. Gai Úc là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erác, quan kho bạc thành phố và Quarretu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lĩnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhân Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Thi Thiên 138. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Giê-hô-va vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả thì cũng đói đến những người hèn hạ, còn kẻ kiêu ngạo Ngài nhận biết từ xa. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới,
thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.